Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói về một số ca lâm sàng mà qua đó hy vọng các bạn có thể hiểu được là việc lựa chọn thuốc dựa trên công thức hóa học của chúng. Thì ca số 1, bệnh nhân bị rối loạn tâm thần do propranolol. Thì bệnh nhân 21 tháng tuổi có tiền sử đau nửa đầu và điều trị propranolol trong 9 tháng thì ban đầu không đáp ứng đầy đủ với liều. Sau đó thì họ được tăng liều và không còn cơn đau đầu tiếp theo xảy ra nữa. Tuy nhiên sau đó anh ta có gặp một số rối loạn tâm thần mặc dù anh ta không có tiền sử tâm thần trước đây và tính cách nóng nảy. Thì sau khi nhập viện, propranolol được ngừng sử dụng và các triệu chứng được cải thiện rõ rệt. Lý do tại sao? Các bạn biết á, chạy thụ thể beta 2 có thể hữu ích trong điều trị chứng đau nửa đầu vì các thụ thể beta 2 nằm trong mạch máu não có liên quan đến sự giãn mạch. Tuy nhiên, adrenergic beta receptor cũng được tìm thấy trong hệ thống thần kinh trung ương nơi chúng có liên quan đến việc điều chỉnh tâm trạng. Cho nên chạy thụ thể beta trong thần kinh trung ương có thể dẫn đến là trầm cảm hoặc là rối loạn tâm thần. Nói sơ lược về cấu trúc khoa học của các beta blocker, các bạn có thể thấy hình ảnh là vị trí tác động, còn hình vuông chấm là giảm độ chọn lọc với receptor beta 1 và hình chữ nhật đích nét là tăng độ chọn lọc đối với receptor beta 1. Đối với các thuốc thần liều cao như propranolol, betacetazone, metoprolol và timoprolol thì các thuốc này sẽ có khả năng đi qua hàng rào máu não nhiều hơn và có thể chặn thụ thể beta trong não thần kinh trung ương dẫn đến các rối loạn thần vi như trầm cảm hoặc rối loạn tâm thần. Vì thế trong trường hợp này chúng ta sẽ lựa chọn những thuốc mà ít có tính thần liều hơn, ví dụ như atenolol. Trong FDA chấp nhận sử dụng để điều trị đau nửa đầu gồm có propranolol, timolol và một số thuốc là không được chấp nhận nhưng vẫn được sử dụng trên lâm sàng như atenolol, metoprolol và nandrolol. Thì ở đây mình những thuốc mình đánh dấu đỏ là những thuốc có tính thần liều cao. Như vậy ở đây chúng ta có thể sử dụng hai thuốc atenolol và nandrolol. Ở đây mình có phân loại nandrolol là non selective, còn atenolol là beta 1 selective. Thì ở bệnh nhân này người ta đã chuyển sang sử dụng atenolol và không còn triệu chứng đau nửa đầu xảy ra và cũng không còn các triệu chứng về thần kinh. Thì các bạn thấy này, atenolol và nandrolol là những thuốc mà thân nước cho nên nó sẽ đào thải nhiều qua thận và ít đào thải qua gan, trong khi những thuốc mà thân với dầu sinh thường sẽ đào thải qua gan nhiều hơn. Rồi ca lâm sàng thứ hai, ngưng hô hấp do thuốc nhãn khoan timolol. Bệnh nhân nam 67 tuổi, điều trị bệnh tổ ung tắc nghẽn mãn tính, hẹp động mạch chủ không do canxi, tăng huyết áp và tăng nhãn áp. Thuốc điều trị là hydrochlorothiazide, theophylline, metoprolol sulfate, rồi thuốc hít. Dung tích số ban bù là 3,2. Lâm sàng ổn định, ngoại trừ bệnh tăng nhãn áp được điều trị bằng pilocarpine. Thì ngày nhập viện thì bệnh nhân đến khám nhãn khoa vì bệnh tăng nhãn áp tiến triển. Bệnh nhân được kê timolol vào đơn sau khi 5 phút nhỏ thuốc, xuất hiện cơn đau khó thở cấp tính không giảm 13-44 nháp, metoprolol. Việc khó thở phát triển nhanh chóng tím tái và bệnh nhân đã ngưng thở. Cơ chế vật lý, beta blocker như timolol được sử dụng rộng rãi để điều trị tăng nhãn áp do chẹn beta 1 trong mắt dẫn đến giảm sản xuất miễn dịch và giảm áp lực nội nhãn. Tuy nhiên timolol cũng chẹn cả beta 2 trong cơ thắt phế quản vì timolol là một thuốc không cho sự chọn lọc và dẫn đến co thắt phế quản. Để tránh vấn đề này thì người ta sẽ sử dụng thuốc chọn lọc trên beta 1 là cần thiết. Thì như bảng này mình phân loại, đây là timolol. Timolol là một thuốc không chọn lọc. Vì thế chúng ta sẽ lựa chọn các thuốc thuộc bảng bên này. Để điều trị tăng nhãn áp thì thuốc phải có xuyên qua hàng rào mắt, thì điều này cần phải có hoạt tính ưa dầu đáng kể. Tuy nhiên thì timolol lại không chọn lọc, cho nên bây giờ chúng ta phải chọn một thuốc mà beta blocker có khả năng thân dầu đáng kể nhưng phải chọn lọc trên beta 1. Thì ở đây ta có betacetazone là một thuốc thấm tốt vào mắt do có log P bằng 2,81 và chọn lọc trên beta 1. Rồi ca thứ ba, viêm da tiếp xúc do tetracaine. Thì một bệnh nhân nữ 89 tuổi, 15 ngày bị dưỡng ở tai và vùng quanh mắt khi bắt trùng sung dụng thuốc chữa mắt có chứa tetracaine, cổ phenol, cộng tinh dầu bạc hà và benzocaconium chlorua và dầu đinh hương. Xét nghiệm dị ứng thì có dị ứng mạnh với tetracaine. Bệnh nhân ngừng sản phẩm và được điều trị viêm da với steroid tại chỗ. Thì các bạn biết á, tetracaine có một cấu trúc là thuộc nhóm ester. Thì nhóm ester này bao gồm procaine, benzocaine, cocaine chẳng hạn. Nó là dễ bị phân hủy với esterase trong huyết tương tạo thành PA3, mà các bạn biết PA3 là một chất rất dễ gây dị ứng. Cái trường hợp mà dị ứng liên quan đến PA3 là một trong những trường hợp phổ biến nhất trong lâm sàng. Nhóm thứ hai là nhóm amid bao gồm lidocaine, bupivacaine chẳng hạn. Thì các amid là dẫn số của aniline bị chuyển hóa ở gan và các sản phẩm chuyển hóa sau đó thải trừ qua thận hoặc là các nhóm khác. Đây là ba nhóm của thuốc T. Bệnh nhân bị dị ứng với PA3 cho nên chúng ta sẽ không lựa chọn các thuốc thuộc nhóm ester nữa mà chúng ta có thể lựa chọn các thuốc T thuộc nhóm amid hoặc là nhóm khác. Thì các bạn có thể thấy tetracaine khi mà được phân hủy nó sẽ tạo thành 4-butyl-PA3 và sau đó được phân hủy thành PA3. Và người bị dị ứng với PA3 thường dị ứng với các dẫn xuất của acid benzoic khác như aspirin, paraben và các loại thuốc khác. Rồi ca lâm sàng thứ tư, tiêu vân có liên quan đến atorvastatin. Thì một bệnh nhân nam da trắng 58 tuổi có tiền sử tăng lipid huyết, chẩn đoán là nhồi máu cơ tim ST chân và đã điều trị là tan huyết khối rồi và sau đó thì được chuyển về nhà
Bệnh nhân đau nhức toàn thân, buồn nôn, ói mửa, mệt mỏi và khó chịu đến mức không thể đi lại đầy đủ được. Nước tiểu màu nâu, không có chấn thương và gắng sức vật lý nào. Thì ở đây bệnh nhân có xạ atorvastatin này. Khi đến bệnh viện thì xét nghiệm thấy ure tăng, creatinine tăng, AST-ALT tăng và CK tăng. Mẫu nước tiểu dương tính với myoglobin có thể chỉ ra rằng là cái cơ nó đang bị tiêu hủy. Bệnh nhân được điều trị là ngưng atorvastatin và truyền dịch cộng manitol. Vì các bạn biết myoglobin trong máu tăng cao á, nó có thể dẫn đến suy thận, cho nên người ta bắt buộc phải truyền dịch cộng manitol để phòng chống suy thận cấp và chạy thận nhân tạo. Bệnh nhân được thuyên giảm các triệu chứng. Rồi lý giải này, tác dụng phụ nguy hiểm nhất của statin là đau cơ và tiêu cơ vân. Điều này là hiếm thấy nhưng mà rất là nguy hiểm. Có thể đánh giá bằng nồng độ CK, CK càng cao thì càng có khả năng xảy ra bệnh cơ. Trong trường hợp này bệnh nhân có CK huyết thanh là 166,112. Và nước tiểu bệnh nhân có màu nâu do sự hiện diện của sự phân hủy cơ có nguồn gốc myoglobin. Tác dụng này liên quan đến sự ức chế sinh tổng hợp ubiquinone, coenzyme của Q10, điều này phụ thuộc vào sự khử của 2-MG coenzyme A. Do đó statin hướng gan ít gây bệnh cơ hơn và điều này phải được xem xét để thiết kế statin an toàn hơn là phân tử cần ưa nước hơn. Thì các bạn có thể thấy công thức này. Các statin ưa nước hơn như rosuvastatin và bravastatin có khả năng được hấp thu bởi các polypeptide vận chuyển anion hủy cơ và ít được phân phối đến mô ngoài gan. Còn statin ưa dầu hơn như simvastatin, atorvastatin và cerivastatin thường có nồng độ ngoài gan cao hơn và gây ra nguy cơ bệnh cao hơn. Thực tế là cerivastatin đã bị rút khỏi thị trường do cái tác dụng phụ quá nghiêm trọng của nó. Cho nên ở bệnh nhân này, tại vì bệnh nhân đã có tiền sử là nhồi máu cơ tim ST chân, STEMI, cho nên bệnh nhân bắt buộc phải tiếp tục sử dụng statin, thì chúng ta sẽ hướng đến sử dụng statin ưa nước hơn giống như rosuvastatin và bravastatin. Rồi, ca thứ 5. Bệnh nhân nữ 46 tuổi, chẩn đoán ung thư vú trái có di căn phổi, điều trị pancreatacin, hỗ trợ điều trị. Thì các bạn biết là các thuốc điều trị ung thư nó gây rất là nhiều tác dụng phụ và rất là khó chịu cho bệnh nhân, nên bắt buộc người ta phải có hỗ trợ điều trị để mà giảm các tác dụng phụ cho bệnh nhân, giống như nó sẽ gây nôn ói rất là nhiều. Cho nên bệnh nhân được sử dụng ranitidine, diphenhydramine, dexamethasone và ondansetron, tất cả được tiêm tiểu mạch. Thì 5 đến 10 phút sau khi tiêm diphenhydramine, bệnh nhân trở nên kích động đi đi lại lại và không thể ngồi yên, nhưng không run rẩy hay ảo giác. Chu kỳ thứ hai, khi mà truyền thuốc trị ung thư vào thì người ta thay thế diphenhydramine bằng hydroxyl, không còn thấy kích động. Và sau đó do bệnh nhân có đáp ứng kém với pancreatacin nên đã bị dừng cái thuốc này. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích này. Các thuốc kháng cholinergic có thể gây những kích thích buồn chồn và cái việc sử dụng physoxyetamine có thể hữu ích trong đảo ngược những trường hợp này. Các thuốc kháng histamine H1 có thể chia là hai loại. Thế hệ 1 là an thần mạnh do qua hàng rào màu tốt và thân dầu. Thế hệ 2 ít an thần do thấm kém qua hàng rào màu. Tại sao có trường hợp dùng thuốc thì an thần, có trường hợp khác lại kích thích? Thì các bạn có thể thấy này. Thuốc kháng histamine có thường tính bừa bãi cao, nghĩa là khả năng liên kết với nhiều thụ thể khác nhau, bao gồm là thụ thể muscarinic, alpha adrenergic, dopaminergic hoặc là serotoninergic và histaminergic. Thì nó có cấu trúc bừa bãi vậy á, cho nên nó có thể gây kích ích. Và cái điều kích thích này các bạn có thể thấy trong bệnh viện sản nhi á, do các bác sĩ rất lạm dụng đi phenylhydramine và dẫn đến là các trẻ nó quấy khóc gì lắm, nó quấy khóc cả đêm, nó cào cấu rồi nó không ngủ. Và cuối cùng là lợi bất cập hại, các bác sĩ lại ít theo dõi bệnh nhân. Cho nên cái điều này nó xảy ra rất là lâu rồi, nhưng mà các bác sĩ không ai nhận ra hết và cứ tiếp tục lạm dụng diphenhydramine cho các bệnh nhân nhi thôi. Cho nên đó là tại lý do tại sao mình bảo là nếu mà các bạn có điều trị cho một bệnh nhân thì các bạn bắt buộc phải theo dõi bệnh nhân đó để biết là mình dùng thuốc này có đúng không. Chứ mình không thể là cái này là cho, không sao đâu, không sao đâu. Nhưng mà thật ra bệnh nhân là có sao. Mình xin hết.